Hello Vansa, xin kính chào quý vị Chào mừng quý vị quay trở lại Vansa trong bản tin mới nhất cập nhật tình hình giữa diễn biến Nga-Ukraine ngày 13 tháng, tháng 3 Thì bây giờ đang là buổi sáng ở sáng sớm ở Mỹ, ở Việt Nam thì đang là buổi tối Việt Nam thì đang cũng rất là căng thẳng với cái tình trạng dịch Covid Ngày hôm nay thì con số ở Việt Nam đã tăng đến hơn 200.000 ca nhiễm mới trong một ngày quý vị đó thì cái tình hình giữa chiến tranh còn rất là căng Hôm nay thì cái cuộc tấn công của Nga đã gây ra cái sự tàn khốc Và có những cái sự thay đổi mà có thể nói đây là những cái điều mà nước Mỹ có thể sẽ nhảy vô Các cái cuộc không kích của Nga đã đánh vào một căn cứ quân sự lớn gần thành phố Lviv ở phía Tây, gần, gần biên giới của Ba Lan đã khiến cho 35 người chết quý vị nhà và một hơn 130 người phải nhập viện. Đây là cái khu gần biên giới của Ba Lan quý vị nhìn này, nó tan thương luôn. Một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào sáng từ chủ nhật đã tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng cũng như các khu vực đông dân cư. Đặc biệt họ đã tấn công vào một người là phóng viên của Mỹ hai anh em và ông này thì rất là nổi tiếng phóng viên cho cả tờ uh, báo tờ báo mà bán giả đang đọc này tờ new york times này rồi cnbc này rất nhiều những cái tờ báo khác nữa và ông này đã chính thức tử vong quý vị ơi chính thức một nhà báo của mỹ đã bị bắn chết vào đã bị các cuộc không kích dội bom của nga xuống uh, ukraine và đã bị tử vong đây là người mỹ Phóng viên của báo chí của Mỹ đầu tiên đã bị tử vong trong cái cuộc chiến tranh này, quý vị nhá. Các cái nhà ngoại giao của Ukraine thì rất là lo sợ dưới những cái lệnh trừng phạt của nhiều nước cũng như là Hoa Kỳ và họ đăng trên Twitter rằng có thể họ sẽ có những cái sự đàm phán để mà tạm ngừng chiến tranh ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Putin thì không hề có động thái tạm ngừng chiến tranh mà vẫn muốn chiến tranh tiếp tục quý vị nhỉ. Đó là những cái nội dung chính qua qua trong cái thông tin của ngày hôm nay và thêm một cái bài báo nữa đó là cựu tổng thống Donald Trump có phát biểu vào ngày hôm qua rằng nếu như là ông ấy thì có lẽ ông ông ta đã có thể ông ấy đã có thể nói được ông Putin và không để xảy ra cái tình trạng dẫn đến người nhà báo mỹ phải tử vong như vậy thì sẽ đọc qua cái bài báo của cựu tổng thống cho quý vị nữa nha thị trưởng kiev nói rằng ông rất lo lắng về cuộc tấn công hóa học tiềm tàng của nga vào ukraine trong khi các nhà ngoại giao của nga thì đang muốn ngừng cái cuộc chiến tranh nhưng mà uh, ông putin thì lại không muốn mà lại còn muốn tấn công mạnh hơn đó quý vị ngoại trưởng của mỹ thì đang có một cái cuộc lịch trình họp khẩn với uh, các cái thành viên của đảng cộng sản trung quốc thì họ sẽ đang lên lịch và chuẩn bị có cuộc họp này nha và cuộc họp này có vẻ rất là quan trọng trên mặt báo này là hình ảnh brandy nouse một nhà báo người mỹ đã bị uh, giết chết ở ukraine trong khi mà anh ghi hình Uh, tại cái nơi chiến trường ở Ukraine, Ventil là người đứng ở bên uh, tay trái áo trắng này quý vị nhỉ? bên phải là anh trai. Hôm thứ sáu thì ông Joe Biden đã nói là sẽ trả Ukraine, ở Nga sẽ phải trả giá rất đắt nếu như họ sử dụng vũ khí hóa học đổ xuống, đổ bộ xuống Ukraine. Thượng nghị sĩ Mỹ nói về việc gửi máy bay chiến đấu đến Ukraine là điều cần thiết ngay lúc này. Các cuộc biểu tình đang đổ bộ, đổ bộ xuống các cái thành phố của Nga và đặc biệt là thành phố cảng Kherson khi biết tin rằng ông Putin tuyên bố Kherson sẽ là thành phố thứ hai thành uh, quốc gia ly khai công bố nền cộng hòa tại thành phố Kherson. Đó thì bây giờ ông còn chuẩn bị tuyên bố cái tiếp cái thành phố Kherson này quý vị nha. Donetsk và Luhansk thì đã bị tuyên bố rồi và bây giờ chuẩn bị tuyên bố Kherson luôn. Cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ thì cho biết rất lo ngại về cái vấn đề leo thang hạt nhân ở Nga nhưng không thấy bất kể cái điều gì khi mà có những cái diễn biến thay đổi. Các cuộc tấn công bằng tên lửa ở vùng Lviv là cuộc tấn công thứ ba liên tục liên tục ở miền Tây Ukraine vào ngày về, trong vài ngày qua. Lầu Găm Góc cho biết thông tin đó. Thành viên phái đoàn Nga có tiến bộ đáng kể trong cuộc đàm phán mới với Ukraine. Thành viên của phái đoàn Nga, các nhà ngoại giao thì nói rằng họ sẽ muốn đi đến một cái cuộc ngừng chiến tranh tại Nga sau khi mà đã thấy các cái lệnh trừng phạt rất nặng nề nhưng mà ông Putin thì vẫn quyết định muốn gây chiến chứ không muốn dừng lại bày tỏ cái sự hoài nghi sâu sắc về tình trạng của cuộc đàm phán thì không ai cảm thấy được cái hành động của ông Putin là sẽ dừng lại cả cảnh sát của vùng Kiev cho biết các nhà báo Mỹ bị quân nga giết ở Opin Cảnh sát ở vùng Kiev cho biết nhà báo của Mỹ đã bị quân nga giết ở Opin, Ukraine trong bài đăng lên mạng vào hôm chủ nhật. Các cảnh sát của Kiev cho biết một nhà báo của Mỹ khác cũng bị thương. Ừ? Thêm một thông tin nữa đó là nhân chứng từ bên trong căn quân quân cứ của Jarodip đã mô tả kinh nghiệm của anh ta về cuộc tấn công của tên lửa và có thể giống như là bắt được bài ấy, quý vị. Tôi đã nhìn thấy khi tên lửa chạm đất và người cha nói cái cuộc trong cuộc không khích với của Nga vào trong căn cứ căn cứ quân sự ở gần Lviv. Hiện tại chúng tôi rất là lo lắng, tôi không lo lắng cho bản thân mà tôi lo lắng cho các con tôi một trong những người lo lắng cho sự an toàn của gia đình họ và đang cân nhắc sẽ chuyển đi nơi khác. Đức Thánh Cha Francisco cầu xin nhân danh Chúa ngừng các cuộc tấn công vào Ukraine. Bây giờ ai họ cũng cầu nguyện đó quý vị. Nga tiếp tục các cuộc tấn công vào sáng Chủ nhật trong các hoạt động không khích với 35 người thiệt mạng tại một cơ sở huấn luyện quân sự gần thành phố Lviv ở phía tây bắc của nước này. Cuộc tấn công của Nga mở rộng về phía Tây và phần lớn đã không bị Nga khu vực của Elvis phần lớn đã không bị Nga bắn phá kể từ cuộc xâm lược bắt đầu cho đến hôm nay thì hàng chục người thiệt mạng tại căn cứ quân sự hơn 30 tên lửa bắn trúng khu huấn luyện của quân sự Javoriv vào sáng sớm chủ nhật khiến 35 người thiệt mạng 134 người bị thương địa điểm này đã nằm cách Lviv khoảng 40 km 25 dặm về phía tây bắc cách biên giới của Ba Lan chưa đầy 20 chưa đầy 12,5 dặm. Đây là nơi có Trung tâm gìn giữ Hòa bình và An ninh Quốc tế IPSC, nơi tổ chức các cuộc diễn tập luận, huấn luyện và các quân nhân của phương Tây. Đó, cuộc không khích của Nga đã dẫn đến nguy hiểm cho các khu vực đông dân cư. Các cuộc pháo kích lớn đã nổi lên ở miền đông hôm Chủ nhật, đứng đầu là chính quyền của khu vực Luhansk đã cho biết trận pháo kích lớn vào một số thị trấn bao gồm Kremina và Rubine khiến cho xe buýt cho dân thường đi lại không đi được và các cuộc không kích đã làm hư hỏng Holy Dominion lịch sử khu lịch sử Sviatogis và Laura của Ukraine một tu viện chính thống của giả dạ bên Nam Donetsk Ông Zelensky phát biểu rằng nhận viện trợ cho Mariupol bây giờ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cầu xin sự viện trợ. Vương quốc Anh muốn khám phá sử dụng các cái ngôi nhà của những người Nga đã bị trừng phạt với mục đích nhân đạo. Ông Putin sẽ sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt sẽ là kẻ kẻ thay đổi cuộc chơi Tổng thống Ba Lan cáo buộc. Ông ấy thay đổi xoành xoạch luôn đó. Cư dân ở Khơ cũng cho biết thêm những người đàn ông của Nga có vũ trang đã đến thăm khách sạn ghi lại những hình ảnh chi tiết của người dân địa phương trong cái bối cảnh cuộc biểu tình lớn đang diễn ra phản đối uh, công khai nước Cộng hòa ly khai tại cảng thành phố Kherson. Đó, đó là những cái tin mới nhất quý vị nha. Bây giờ chiếm thêm cái cảng đó và muốn uh, muốn nó trở thành cảng à, uh, muốn nó trở thành khu ly khai tuyên bố độc lập cộng hòa thêm một, một thành phố nữa nha quý vị. Tổng thống, cựu Tổng thống Donald Trump đã nói tính cách của ông sẽ giúp Mỹ tránh được chiến tranh. Ngược lại với ông Joe Biden, cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng tính cách cá nhân của ông có thể là yếu tố giúp Mỹ không xa vào chiến tranh và nước Mỹ hiện không không có ai đối thoại được với ông Putin ngoài Tổng thống Donald Trump. Chúng ta không còn ai đối thoại được với Tổng thống Vladimir Putin trong khi dưới thời của tôi. Chúng ta có thể nói chuyện được với ông ấy. Cựu Tổng thống Donald Trump đã phát biểu trong cuộc meeting ở Florence Nam California vào ngày 12 tháng 3. Trong 4 năm nhiệm kỳ của mình, tự Tổng thống Donald Trump đã vài lần gặp trực tiếp ông ông Putin, trong đó có cuộc hội nghị thượng đỉnh tại Helsinki, Phần Lan vào hồi năm 2018. Cũng thường xuyên nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Nga. Tính cách của tôi là điều giúp cho chúng ta tránh khỏi được chiến tranh. Ông đã phát biểu trong sự kiện của ngày hôm qua, nhưng không nêu thêm chi tiết trong thời kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump nắm quyền Mỹ không phát động các cuộc chiến tranh ở nước ngoài. Ông Trump chỉ trích ông Joe Biden yếu kém, Xong cho rằng vẫn có cách kết thúc thảm kịch ở Ukraine mà không khiến người Mỹ nào phải ra đi, sự tàn khiến sự tàn khốc và đẫm máu. Theo ông, Mỹ cần cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng đối với Nga trong khi đó có nó có loại bỏ vĩnh viễn sự phụ thuộc của phương Tây vào nguồn cung năng lượng từ nước này. Nga ngày 24 tháng 2 đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm Uh, phi vũ trang và pha, phát xít hóa Ukraine Phương Tây sau đó thì đã ban hành các cái lệnh trừng phạt khẩn cấp đó Thì đây là những cái thông tin Thêm cho quý vị nha Tờ báo này thì ở tờ báo b... Mỹ họ cũng viết đó. Nhưng mà cái tờ báo Việt họ cũng đăng Cho nên là nhiều khi đọc báo Việt thì đọc báo Chọn cái tờ Chính thống thì cũng ok Không có vấn đề gì đâu quý vị Đây cũng là một tờ báo của Mỹ luôn chỉ bán xả để trong trạng thái tiếng Việt cho quý vị đó Tờ báo này là tờ báo CNBC Đó, thì đấy là những cái nội dung khẩn cấp nhất trong cái ngày hôm nay Vừa cập nhật xong thì đưa ra cho quý vị nha Tin tức ở Hoa Kỳ thì hôm nay có cái tin là số di dân bất hợp pháp bắt giữ Ở nước Mỹ giảm dần Giảm 40% Đó thì từ khi mà ông Joe Biden ông revert lại cái lệnh của ông Trump á, thì tất nhiên nó sẽ giảm thôi. Đó, hy vọng là ông Putin, ông ấy sẽ ngừng bắn quý vị nha Tại vì bộ ngoại giao của họ đã đăng ở trên Twitter là họ sẽ ngừng bắn Họ đã đăng ở trên uh, Twitter của ngày hôm nay đó Đây này, trẻ em cũng bị dính trưởng này, nhìn thương họ thương tâm quá trời luôn Các cuộc biểu tình đó, xuống đường đó, người bị thương này Đây, những chiến binh dũng cảm Ukraine Rồi Văn Sà xin dừng cái video tại đây nha quý vị Hẹn gặp lại quý vị trong những cái tin tức cập nhật tiếp theo Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, may mắn và bình an Happy Sunday quý vị, bye bye